bán bé gái 12 tuổi giá 180 triệu đồng cho người đàn ông nước ngoài. Ngày 23 tháng 7, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ Cục Thị Mùi sinh năm 1991, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán trẻ em. Trước đó, Công an huyện Tương Dương phát hiện đường dây mua bán trẻ em sang nước ngoài xảy ra trên địa bàn với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Tương Dương đã xác lập chuyên án đấu tranh. Ban chuyên án xác định Cục Thị Mùi là đối tượng nằm trong đường dây mua bán trẻ em. Mùi từng sinh sống tại huyện Tương Dương, nay về trú tại huyện Thanh Chương. Đối tượng này thường xuyên lên huyện Tương Dương dụ dỗ, lôi kéo các cháu gái sang nước ngoài làm việc và vẽ ra viễn cảnh giàu sang nơi xứ người, nhưng thực chất là lừa bán sang nước ngoài. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tương Dương đã bắt giữ Cục Thị Mùi và giải cứu nạn nhân CTK sinh năm 2002, trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Quá trình điều tra xác định, năm 2014, trong lúc Ca đang ở nhà Vi Thị Soan, mẹ của Cục Thị Mùi, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, thì được Mùi, khi đó đang ở nước ngoài, liên lạc qua điện thoại. Mùi hứa hẹn đưa Ca sang nước ngoài để chăm con cho bà ta và sẽ tìm việc làm cho cô. Tin lời, Ca sang nước ngoài thì bị Mùi bán cho một người đàn ông mua về làm vợ với giá khoảng 180 triệu đồng. Mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tương Dương tiếp tục giải cứu hai nạn nhân khác là XTC, sinh năm 1986, trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, và LTM, sinh năm 1998, trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Vụ án vẫn đang được cơ quan công an điều tra mở rộng. Nhớ nhấn chuông đăng ký để xem những tin tức mới nhất nhé!